Chúng ta chỉ thực sự tin tưởng nguồn dinh dưỡng khi tự tay gieo trồng và chăm sóc. Đó là vì sao Nutrilite phát triển 3 nông trại hữu cơ với quy trình khép kín, từ hạt giống đến thành phẩm, để sản xuất những dưỡng chất thực vật tinh túy hỗ trợ sức khỏe cho mọi nhà. Nutrilite, nhãn hiệu vitamin và thực phẩm bổ sung dinh dưỡng bán chạy số 1 thế giới. Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.